Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Chiến tranh Việt Nam là một trong những cuộc chiến tranh tốn kém nhất trong lịch sử nhân loại. Các cường quốc hàng đầu là Hoa Kỳ, Liên Xô, Trung Quốc do có nhiều mục tiêu và toan tính của từng thời kỳ khác nhau đã viện trợ cho các bên trong chiến tranh Việt Nam về đủ mọi mặt là kinh tế, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật, đào tạo, v.v. với đủ các mức độ khác nhau. Nhìn chung, viện trợ ngày càng tăng theo quy mô chiến tranh. Viện trợ nước ngoài thay đổi theo từng thời kỳ và có tầm ảnh hưởng quyết định tới chiến tranh, hình thái chiến tranh, xây dựng và phát triển của nền kinh tế cả hai miền. Hoa Kỳ viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa cũng như trực tiếp hoạch định các chiến lược, chỉ đạo chiến thuật, thậm chí còn đem cả quân chính quy tới Việt Nam tham chiến trực tiếp. Trong khi đó, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nhận được sự giúp đỡ vật chất từ Trung Quốc, Liên Xô và khối các nước xã hội chủ nghĩa. Nhưng điều khác biệt là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa duy trì tính độc lập khi không chấp nhận cho các nước này đem quân tới Việt Nam tham chiến hoặc can thiệp vào đường lối chiến lược của mình. Viện trợ kinh tế. Với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, qua 20 năm, Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa đã viện trợ cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tổng khối lượng hàng hóa là 2.362.581 tấn, quy đổi thành tiền là hơn 7 tỷ rúp, tương đương 6,8 tỷ USD. Trong đó, khoảng một nửa là viện trợ quân sự, còn một nửa là viện trợ kinh tế. Với Việt Nam Cộng Hòa, qua 20 năm, lượng viện trợ kinh tế mà Mỹ dành cho Việt Nam Cộng Hòa tổng số tiền là hơn 10 tỷ đô thời giá 1960. Nếu tính cả chi tiêu tại chỗ của lính Mỹ, Hàn Quốc, Úc, Thái Lan đóng tại miền Nam Việt Nam lên tới vài trăm triệu USD mỗi năm và cũng do Mỹ chi trả, thì tổng lượng tiền mà Mỹ đổ vào kinh tế miền Nam lên tới hơn 20 tỷ USD thời giá năm 1960, tương đương với 140 tỷ đô theo thời giá năm 2015. Nếu xét theo tính chất cho vay hoặc cho không, thì phần lớn viện trợ kinh tế của Hoa Kỳ cho Việt Nam Cộng Hòa là viện trợ không hoàn lại. Còn viện trợ cho vay trong khoảng 20 năm từ 1955 tới 1975 chỉ chưa đến 200 triệu đô. Cụ thể các khoản vay lớn của Hoa Kỳ giúp Việt Nam Cộng Hòa cũng rất chi là nhỏ so với số không hoàn lại như là đóng tiền gia nhập Quỹ Tiền tệ Quốc tế 4 triệu đô năm 1956, đổi mới hệ thống viễn thông 6,8 triệu đô năm 1958 tới 1959, phát triển đội tàu hỏa 9,7 triệu đô năm 1959 và 9,7 triệu đô năm 1961, mở rộng hệ thống dẫn nước từ sông Đồng Nai về sông Sài Gòn 17,5 triệu đô năm 1960, xây dựng một nhà máy nhiệt điện ở Thủ Đức 12,7 triệu đô năm 1961, hỗ trợ chương trình người kẻ có ruộng 5 triệu đô năm 1970. Trải qua 20 năm, khối lượng viện trợ kinh tế mà Hoa Kỳ cho Việt Nam Cộng Hòa là rất rất lớn. Xin nhắc lại là 10 tỷ đô viện trợ và tổng số tiền đổ vào là khoảng 20 tỷ đô thời giá năm 1960. Đây là con số viện trợ kinh tế cao nhất của Hoa Kỳ so với bất cứ nước nào khác trên thế giới kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ví dụ, Ấn Độ trong 20 năm từ năm 1950 tới 1970 được Hoa Kỳ viện trợ 9,3 tỷ đô, trong khi dân số Ấn Độ lớn hơn Việt Nam Cộng Hòa tới 20 lần. Philippines trong 22 năm được viện trợ gần 2 tỷ đô từ năm 1945 tới 1967. Thái Lan nhận được gần 1,2 tỷ đô. Indonesia nhận được gần 1 tỷ đô. Còn ở châu Phi, tính suốt trong 25 năm từ 1946 tới 1970 thì tổng số viện trợ Hoa Kỳ cho tất cả các nước chỉ là 4,9 tỷ đô. Tại miền Nam Việt Nam, thu nhập quốc dân thì chưa bao giờ vượt quá 2 tỷ đô trên một năm. Nhưng trong 5 năm cuối, từ 1971 tới 1975, số tiền mà Hoa Kỳ đổ vào miền Nam Việt Nam hàng năm đạt hơn 2 tỷ đô trên một năm, tức là lớn hơn tổng số của cả do miền Nam Việt Nam làm ra. Viện trợ quân sự. Với Việt Nam Cộng Hòa, theo nguồn do Việt Nam thống kê thì tổng viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1954 tới 1975 là trên 26 tỷ đô. Trong đó, có 16 tỷ đô viện trợ quân sự, 6 tỷ viện trợ khoa học kỹ thuật, 1,6 tỷ viện trợ nông phẩm, 2,4 tỷ viện trợ hình thức đổi tiền. Từ khi Mỹ rút lui thì viện trợ cũng giảm dần, từ 1 tỷ 614 triệu đô năm 1972-1973 xuống còn 1 tỷ 016 triệu đô năm 1973-1974 và 701 triệu đô năm 1974-1975. Thế nên, dù quân số tăng từ 700.000 lên tới hơn 1 triệu thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng không mạnh lên là bao. Ngoài viện trợ chính thức, còn phải kể đến chi tiêu tại chỗ của lính Mỹ, hàng năm đã đổ thêm cả tỷ đô vào Việt Nam. Trung bình, mỗi lính Mỹ được trả 800 đô một tháng, gấp 2-3 lần tổng GDP của cả 8 triệu dân do Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát. Tài khoá năm 1975 là năm mà Hoa Kỳ viện trợ quân sự ít nhất cho Việt Nam Cộng Hòa, số viện trợ là 700 triệu đô. Tuy nhiên, số tiền này thì vẫn cao gấp 2 lần lượng viện trợ mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nhận được từ Trung Quốc và Liên Xô cộng lại. CIA ước tính rằng con số 1,7 tỷ đô viện trợ quân sự mà Mỹ trong năm 1974 dành cho Việt Nam Cộng Hòa là gấp 4 lần lượng viện trợ mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nhận được từ Liên Xô và Trung Quốc trong cùng năm đó. Theo nguồn của Hoa Kỳ,
thì tổng viện trợ quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1955 tới 1975 là 16,762 tỷ đô, trong đó tài khoá năm 1972-1973 nhận được cao nhất là 3,349 tỷ đô. Lượng viện trợ quân sự mà Mỹ dành cho Việt Nam Cộng Hòa cao gấp 5 lần so với lượng viện trợ mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nhận được từ Liên Xô, Trung Quốc và các nước khối xã hội chủ nghĩa. Tổng cộng chỉ có 3,5 tỷ đô so với hơn 16 tỷ đô mà Mỹ dành cho Việt Nam Cộng Hòa. Tính tới năm 1973, khi quân Mỹ rút quân đã viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa một khối lượng khổng lồ vũ khí gồm hơn 1 triệu súng bộ binh, 46.000 xe tăng, xe thiết giáp và xe vận tải, hơn 1.500 máy bay chiến đấu các loại. Tổng cộng, Mỹ đã viện trợ 2.750 máy bay và trực thăng các loại cho không lực Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ có 308 chiếc sống sót qua chiến tranh, trong đó thì 240 chiếc bay thoát sang Thái Lan hoặc ra tàu sân bay Mỹ, 68 chiếc được gửi về Mỹ. Hơn 2.440 chiếc còn lại đã bị bắn rơi, phá hủy hoặc bị tịch thu. Trong số đó, có 877 chiếc máy bay và trực thăng đã bị quân đội Việt Nam tịch thu vào năm 1975. Đầu năm 1973, dự trữ đạn của Việt Nam Cộng Hòa đạt mức 165.000 tấn. Sự viện trợ rất lớn cùng với việc Mỹ để lại căn cứ, trang bị vũ khí v.v. đã giúp quân lực Việt Nam Cộng Hòa tăng cường đáng kể lực lượng. Trong chiến dịch mùa xuân năm 1975, CIA đã ước tính rằng quân giải phóng đã thu được khoảng 130.000 tấn đạn dược trong các kho của Việt Nam Cộng Hòa, gấp nhiều lần so với dự trữ đạn mà quân giải phóng chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh, chỉ vào khoảng 25.000 tấn. Cố tướng Mỹ từng nói rằng, chúng ta mà viện trợ quân sự nhiều cỡ này cho Bắc Việt Nam thì họ có thể đánh nhau với chúng ta hết cả thế kỷ này. Lưu ý, số vũ khí và viện trợ quân sự kể trên chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng chiến phí của Mỹ ở Việt Nam, bởi vì nó chưa bao gồm số vũ khí và chiến phí do quân đội Mỹ trực tiếp sử dụng trong giai đoạn tham chiến từ 1964 đến 1973, mà theo thống kê là trên 111 tỷ đô chi phí trực tiếp, tương đương với 686 tỷ đô theo thời giá năm 2008. Mặt khác, nếu tính cả chi phí trong giai đoạn 1954-1963, thì nhà kinh tế Steven ước tính tổng chi tiêu cuối cùng của Mỹ cho cuộc chiến tranh Việt Nam lên tới 925 tỷ đô, gấp 3,8 lần chi phí của Mỹ trong Thế chiến thứ nhất và chỉ đứng sau chi phí của Mỹ cho Thế chiến thứ hai. Một tính toán mới hơn cho thấy chính phủ của Mỹ đã phải tiêu tốn 950 tỷ đô thời giá năm 2011 chiến phí tại Việt Nam. Còn nếu tính cả chi phí cho cựu chiến binh thì nước Mỹ đã tốn kém tới 1.200 cho đến 1.800 tỷ đô cho cuộc chiến tại Việt Nam. Với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trong 4 năm từ 1961 tới 1964, Việt Nam nhận 70.295 tấn hàng quân sự, trong đó hàng của Liên Xô là 47.223 tấn. Liên Xô viện trợ 12 tàu phóng ngư lôi cỡ nhỏ và 4 tàu chống ngầm cỡ nhỏ vào năm 1961. Từ năm 1962 tới đầu năm 1965, Liên Xô viện trợ số lượng vũ khí, phương tiện, trang thiết bị trị giá khoảng 200 triệu đô la Mỹ. Về huấn luyện, tính đến tháng 4 năm 1964, đã có 1.450 cán bộ quân sự Việt Nam được gửi sang học ở 31 trường quân sự của Liên Xô. Trong khi ngược lại, đã có 44 chuyên gia quân sự Liên Xô, có 2 người cấp tướng, sang Việt Nam công tác. Giai đoạn 1965-1971, tổng giá trị viện trợ quân sự của Liên Xô cho Việt Nam là 1.579 triệu đô, tức mỗi năm viện trợ trung bình đạt 220 triệu đô. Năm 1965, giá trị viện trợ quân sự của Liên Xô cho Việt Nam là 210 triệu đô, chiếm 60% tổng viện trợ của các nước cho Việt Nam. Tổng giá trị viện trợ quân sự tính riêng trong 2 năm từ 1966 tới 1967 là 500 triệu rúp, xấp xỉ 550,5 triệu đô. Năm 1967 là năm mà Liên Xô cung cấp viện trợ cao nhất cho Việt Nam với 416 triệu rúp, khoảng 430 triệu đô. Đây cũng là 2 năm mà Liên Xô viện trợ nhiều loại vũ khí hiện đại, thế nhưng phần lớn là đã qua sử dụng, trừ có MiG-21, DKZ-B, cao xạ 23 ly, xe kéo pháo bánh xích, ô tô. Năm 1968, Liên Xô viện trợ cho Việt Nam 357 triệu rúp, tương đương 369,7 triệu đô, chiếm 2/3 tổng số toàn bộ viện trợ của các nước cho Việt Nam. Liên Xô còn đề nghị gửi một số đơn vị sang Việt Nam trực tiếp chiến đấu với Mỹ, bao gồm một lữ đoàn tên lửa phòng không, hai trung đoàn pháo phòng không và các đơn vị kỹ thuật bảo đảm, một đơn vị máy bay MiG-21, một tiểu đoàn địa hình, một tiểu đoàn trinh sát kỹ thuật. Các đơn vị trên khi sang Việt Nam sẽ do phía Việt Nam ra nhiệm vụ chiến đấu, mọi chi phí sẽ do Liên Xô đảm bảo. Phía Việt Nam có trách nhiệm bảo vệ an ninh, thời gian sang Việt Nam chiến đấu sẽ là 1 năm. Tuy nhiên, phía Việt Nam đã từ chối đề nghị do muốn tự lực chiến đấu, không muốn cầu viện quân đội nước khác. Có nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa giành được chiến thắng là do phía Mỹ giảm viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng, họ quên rằng lúc đó, phía Liên Xô cũng giảm viện trợ cho Việt Nam. Ở giai đoạn sau của cuộc chiến, viện trợ quân sự của Liên Xô giảm dần qua từng năm. Năm 1970, giá trị viện trợ là 240 triệu rúp, năm 1971 là 89 triệu rúp. Cũng có những lúc
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ chối nhận viện trợ nếu khoản viện trợ đó đi kèm với những điều kiện mà họ không chấp nhận. Khi Trung Quốc đề nghị viện trợ 500 chiếc xe và Trường Sơn với điều kiện lái xe là người Trung Quốc, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã không đồng ý nhận bất cứ một chiếc xe nào vì tin rằng Trung Quốc sẽ luôn lồng ghép vào đó những toàn tính riêng. Có người trong Bộ Chính trị đề nghị sao không nhận một vài chiếc cho người ta vui, nhưng ông trả lời, chừng nào tôi còn ngồi đây thì tôi không cho một kẻ nào nghĩ trong đầu rằng có thể cướp được đất nước Việt Nam này. Để tăng cường lực lượng hậu cần của mình, ngay từ năm 1957, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã tự tổ chức sản xuất vũ khí và phương tiện để giảm bớt phụ thuộc vào viện trợ. Trong 3 năm, từ 1973 tới 1975, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã tự sản xuất được 3.409 tấn vũ khí đạn dược, 1.863 tấn phụ tùng xe, máy và 26.074 tấn quân trang, quân dụng khác. Like và tương tác với chúng mình trên Facebook tại fanpage Petrogra Người Kể Sự. Đường link mình có gắn ở phần mô tả và top comment của video này. Ngoài ra, các bạn có thể ghé kênh YouTube thứ hai của team tại Battlecry Khám Phá Thế Giới, nơi có những câu chuyện lịch sử với địa chính trị vô cùng hấp dẫn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.